Xin chào mọi người. Tuyển mấy bé mới để mà phát triển kênh, cuối cùng là mấy bé gửi clip là ad làm phần hậu kỳ của clip không kịp để mà lên chuyện của ad luôn á. Với lại hôm nay phải trả nợ tin Võ Đế Tôn của tối hôm qua nữa. Thành là cắm đầu dịch là không có thời gian luôn á. Chàng rể phế vật tập 531. Như dù kiếm khí dày đặc đến đâu, sắc bén đến đâu, không thể nào lay động được đối phương. Tất cả kiếm khí đánh vào đám mây đen kia rồi bị mất tâm. Đám mây đen cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn không khựng lại cách nào. Cực lạc cũng còn thấy thế thì sắc mặt đanh lại, sầm xuống. Rõ ràng đối phương đã hóa giải được chiêu thức của ông ta. Người này không hề đơn giản. Cực lạc cũng còn không đuổi theo. Ông ta biết, để đối phương quyết định đi thì một mình ông ta không thể giữ lại được. Chàng mày chấp, đám mây đen đã biến mất ở trên trời. Cần là quân quân tức giận đâm mạnh thanh kiếm xuống đất. Chết tiệt, kiếm của đại nhân đừng tức giận, chắc chắn bọn chúng sẽ còn đến nữa, lần sau đến sẽ là ngày chết của chúng. Là mình đi tới lên tiếng an ủi. Cần là quân quân lạnh lùng nhìn anh hờ mũi. Nhất con, cậu có thủ đoạn hơn người, tại sao không giúp tôi giữ cho hắn lại? Tôi cũng muốn giữ, nhưng ngành nội sức khỏe không tốt, vết thương trước đó còn chưa khỏi hẳn, cho dù ra tay thì cũng uổng công vô ích mà thôi. Là mình lắc đầu. Cực lạnh của con liếc mắt nhìn anh không nói gì nữa. Ông ta vẫn có thể nhìn ra được tình trạng sức khỏe của Lâm Minh lúc này. Nếu đánh nhau thì quả thật anh cũng không có sức chiến đấu, nếu không anh cũng không đến mức chỉ ngăn chặn mạng sát hồng thôi cũng chật vật như vậy. Huống hồ người này còn không phải là một võ sĩ đơn thuần. Cực lạnh của con cũng nhìn ra được. Bây giờ người đã chạy mất, kiếm quân đại nhân định làm thế nào? Lâm Minh hỏi ra. Cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển thì tôi cũng phải giết cho bằng được, nhưng bây giờ không thể đến Thiên Ma Đạo giết bọn chúng được. Tôi vẫn chưa kêu mà đến mức đó, tạm thời nghỉ ngơi rồi thu thập thông tin trước đã, sau đó sẽ quyết định. Cực lạc của quân trầm giọng nói ra. Thế thì tốt quá, tôi bắt sống được một đám người Thiên Ma Đạo ở Giang Thành. Tôi nghĩ chắc trong miệng bọn hắn sẽ có những thứ chúng ta hứng thú đó. Là mình nói ra. Cực lạc chúng quân đang bực bội trong lòng, cũng thắng thèm nghe những lời lải nhải của Lâm Minh, xoay người cầm kiếm lao về phía Tử Hình Thiên, định rút trận vào những người Thiên Ma Đạo vẫn còn chưa kịp rút đi. Ông ta vừa rời đi, đám người tinh liền bước ra khỏi chỗ tối. Giáo chủ, như vậy có ổn không? Ma nhân lớn mặt kia là do cậu dụ tới, nếu ma nhân này không đến thì ma sát hồng chắc chắn sẽ chết. Cực lạc chúng quân cũng có thể trả được thù, nhưng bây giờ cậu dụ ma nhân đến làm hỏng kế hoạch trả thù của ông ta, nếu ông ta biết thì chẳng phải sẽ kết thù với cậu sao? Nguyên Cần đi tới bên cạnh Lâm Minh, nói với vẻ lo lắng. Thế nên không được để ông ta biết chuyện này. Lâm Minh khàn giọng nói. Người này trời sinh tiêu dao, thoải mái, bất kham. Nếu để ông ta giết được mạng sát hồng thì chắc chắn sẽ không còn vướng mắc gì với người Thiên Ma Đạo mà bỏ đi xa ngàn dặm. Như vậy thì chúng ta sẽ thiếu một tay đấm hữu ích. Chúng ta đã kết thù với người Thiên Ma Đạo, nếu không lôi kéo một số đồng minh mạnh mẽ thì làm sao chống lại được bọn chúng chứ? Hóa ra là vậy. Đám người tinh khẽ gật đầu. Đi thôi, đến Tử Huyền Thiên dọn dẹp hiện trường. Vâng, mọi người di chuyển đến Tử Huyền Thiên. Lúc này người Thiên Ma Đạo ở Tử Huyền Thiên đã bị giết gần hết, nhất là khi cực lạc chúng quân đến nơi, cục diện lại càng nghiêng hẳn về một bên. Người Thiên Ma Đạo suy sụp hoàn toàn, không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà họ dùng phong ma đan đã mất đi lý trí, cho dù tình hình bất lợi với bọn họ thì bọn họ cũng sợ hãi, chỉ liều mạng xông về phía trước. Phía Tử Huyền Thiên đã giành được ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt với sự tấn công điên cuồng của kẻ địch thì vẫn tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên đám người Thiên Ma Đạo này cũng cầm cự được lâu. Sau khi cực lạc chúng quân tới nơi, chỉ trong vòng mấy phút tất cả người Thiên Ma Đạo đã bị ông ta băm vằm. Kiếp nạn Tử Huyền Thiên chấm dứt. Kết thúc rồi, tốt quá, tôi vẫn còn sống. Chỉ tiếc là rất nhiều đồng môn đã mất mạng. Người của Tử Huyền Thiên không vui mừng khi giành chiến thắng, có chăng chỉ là vui mừng vì sống sót sau kiếp nạn và bi thương trước cái chết của đồng môn. Rất nhiều người quỳ sụp xuống đất, hoặc là khóc lóc, hoặc nhỏ giọng thì thầm. Giang Kiếm Phi nằm hẳn xuống đất thở nển. Chữ Môn Thi Dịch vẽ mặt sầu não đi tới. Đừng buồn nữa, lập tức sắp xếp những công việc tiếp theo, xử lý vết thương cho các đệ tử bị thương, là để chu đáo cho các đệ tử đã chết. Giang Kiếm Phi khó nhọc ngồi dậy khàn giọng nói. Vâng, tôi đi điều động đội y tế tới đây. Thi Dịch nói ra. Thật ra trăm lần giết chóc này, đội y tế của Tử Huyền Thiên cũng đến tận tiền tuyến, dù sao cũng là trận chiến bảo vệ tông môn, ngay cả người quét dọn cũng được phải tới, đương nhiên đội y tế không phải ngoại lệ. Khi các đệ tử của đội y tế đứng trước mặt Lăng Kính Phi thì ông ta rơi vào trầm lặng. Đội y tế của Tử Hình Thiên khi mới thành lập có 300 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 70 người đứng trước mặt ông ta. Những người khác hoặc là chết hoặc là bị thương. Các cậu vất vả rồi.
Lan Khiết Phi nhất thời không biết nói gì cho phải, im lặng rất lâu mới khàn giọng nói ra. Mọi người không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm máy móc bắt đầu xử lý vết thương cho những người bị thương. Thiên Diệp thở dài cũng cho tới chỉ huy mọi người khiêng thi thể đi. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên: khiêng những thi thể đó lại đây, cả những người ở đây nữa khi hết lại đây, những người bị thương nặng cũng tới đây đi, tất cả tới chỗ tôi. Thiên Diệp nghe thấy thế liền hơi sửng sốt, vội ngoảnh sang nhìn là Lâm Minh. Đúng rồi, chúng ta vẫn còn có Thần Lâm. Thiên Diệp vỗ đầu kết bút, lập tức kêu lên mừng rỡ. Lan Khiết Phi lắc đầu: Thần Lâm y thuật cao siêu, đấy là điều không cần phải bàn cãi, nhưng một mình cô ta làm sao có thể chữa được cho nhiều người bị thương như vậy chứ? Thiên Diệp sửng sốt, sau đó nặng nặng nụ cười: cứu được người nào hay người đó mà. Lan Khiết Phi lặng lẽ gật đầu, đứng dậy cùng các đệ tử khiêng thi thể về phía Lâm Bình. Lâm Bình trải châm bạc ra, bắt đầu chữa trị ngay tại chỗ. Không biết đệ tử đổ dồn mắt nhìn về phía anh, vẻ mặt đầy khó tin và mong chờ, bởi vì người đầu tiên Lâm Minh chữa trị là những thi thể đã chết. Cải tử hoàn sinh sao? Mọi người đều từng nghe nói, hình như Thần Lâm trẻ tuổi này quả thực có bản lĩnh đó, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khác hoàn toàn. Thì tên Lâm Minh đầm mấy châm xuống, sau đó lấy đan dược mà anh mang theo bên người ra, nghiền nát thành bột, hòa với nước rồi đổ vào miệng các thi thể. Một lát sau, những thi thể vốn đã tắt thở kia bỗng bật ho mấy tiếng rồi lại nằm bất động. Nhưng tiếng ho này cũng đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Sống rồi, trời ơi, sống lại thật kìa. Nên tiếng mọi người tăng vọt. Có một vị thần y ở đây thì bọn họ không còn sợ gì nữa rồi. Lâm Minh cật lực chữa trị, số người được cứu chữa càng lúc càng nhiều, mồ hôi trên mặt anh cũng càng lúc càng nhiều. Lan Khiết Phi và Thiên Diệp im lặng đứng xem bên cạnh, khuôn mặt nở nụ cười an ủi. Có lẽ Lâm Minh không thể cứu sống được tất cả mọi người, nhưng anh có thể cứu sống trái tim người của Tử Huyền Thiên, mang lại hy vọng cho bọn họ. Tôi đã nói rồi, cho người này làm trưởng môn sẽ tốt hơn tôi rất nhiều. Lan Khiết Phi khàn giọng nói, nhưng Thần Lâm không chịu nhận. Thiên Nhiệt thở dài đáp lại. Lan Khiết Phi không nói gì. Cậu Lan Quốc Quân có chút mất kiên nhẫn, nhưng ngạch nổi đối phương đang cứu người nên ông ta cũng không lên tiếng. Cứ như vậy mất tròn một ngày, Lâm Minh mới kiệt sức nằm vật xuống đất. Những người chữa được tôi đã chữa rồi, những người không chữa được thì lo liệu hậu sự đi, Lâm Minh yếu nói. Có người vui vẻ, có người bần thần, nhưng Lâm Minh đã cố gắng hết sức, bọn họ cũng không oán trách được gì. Thần Lâm, cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng, cậu đừng quên Thiên Ma Đạo sẽ không bỏ qua đâu, chúng sẽ lại đến nữa. Cậu ban đưa tôi đến Giang Thành hỏi những ma nhân kia thông tin về Thiên Ma Đạo đi, chúng ta cũng phải đề phòng trước. Cực Lai Quốc Quân đi tới sẵn giọng nói, được, bây giờ chúng ta trở về. Lâm Minh được đám nguyên tinh đỡ dậy, anh nói, Lan Tiểu Môn, tôi đi đây. Được, Lan Khiết Phi gật đầu, nếu Giang Thành có chuyện gì hãy liên lạc với chúng tôi sẽ đến chi viện ngay. Được, các ông cũng phải cẩn thận đó. Tôi biết, tôi cho chuẩn bị việc di dời ngay. Di dời sao? Đúng vậy, nơi này đã không còn an toàn, chắc chắn người Thiên Ma Đạo sẽ lại đến tấn công. Tôi nghĩ cũng không còn lâu nữa đâu, nên đi sớm mới là tốt nhất. Lan Khiết Phi nói ra, cái gì? Chữ môn, di dời sao? Sao có thể được chứ? Đây là gốc rễ Tử Huyền Thiên chúng ta, bao nhiêu tổ tiên được chôn ở đây, nếu chúng ta đi thì chắc chắn chúng sẽ đào mồ hủy điện đó. Thiên Diệp cuống quýt nói ra, hết cách rồi, Tử Huyền Thiên đã bị tổn thất nặng nề, không thể chống lại đợt tấn công tiếp theo của người Thiên Ma Đạo, không đi thì chỉ có chờ diệt môn mà thôi. Lan Khiết Phi trầm giọng nói. Thiên Diệp há miệng, một lúc lâu sau thì nặng nề thở dài không nói gì nữa. Bốp, trên một đống hoang tàn u ám, một đám mây đen xà xuống rồi tan ra. Sau đó một bóng người bước ra, tiện tay ném mảnh sắt hồng trong tay xuống. Có thể mảnh sắt hồng lăn mấy vòng dưới đất rồi mới dừng lại. Bà ta vốn đã bị thương khắp người lại càng đau đớn hơn, không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Mảnh sắt hồng khó nhọc lê người, từ lúc này vết thương chi chít, nhưng công pháp bà ta tu luyện có khả năng tự chữa lành rất mạnh, chỉ trong một lát tay chân đã thể động đậy. Cái bóng kia đi tới bảo tọa bằng xương trắng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn mảnh sắt hồng đang nằm rạp dưới đất, ánh mắt đầy ngạo mạn và khinh bỉ. Bà nhìn bà xem, so với con chó có gì khác hay không? Cái bóng kia mặt không cảm xúc nói ra. Mã Sắc Hồng thầm nghiến răng nhưng không phản bác. Lần này bà giúp đạo chủ lấy được Thái Vũ Thần Quang, coi như đã lập công lao. Nhưng đó là với đạo chủ chứ không phải là với tôi. Bà là ma nữ của tôi, cái quái là bị người ta đánh cho chạy trối chết, còn làm tổn thất ba ma quái, khiến tôi mất hết mặt mũi. Mã Sắc Hồng, bà đã xem có nên xử lý bà thế nào đây? Bóng kia là đủ nói ra. Tôi xin lỗi, là tôi vô dụng, tôi chỉ muốn thay Thiên Ma Đạo trừ khử một số mối họa, không ngờ sự tình là thế này. Mã Sắc Hồng nhỏ giọng nói, tuy ánh mắt bà ta đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng cũng không dám ho hay gì, chỉ cúi gằm đầu xuống. Đồ ăn hại,
Cái bóng đứng phát dậy để tên trước mặt Mã Sát Hồng, đứng từ trên cao nhìn xuống, sau đó giơ chân đá mạnh vào một bà ta. Mã Sát Hồng bị đá bay đi, nặng nề va vào tảng đá ở gần đó. Sau khi ngã lăn xuống đất thì không ngừng nôn ra máu. Thiên Ma Đạo Ta có 13 ma quân, 26 ma nữ, một ma quân xứng với hai ma nữ. Nhưng loại người như bà sao có tư cách xứng với tôi chứ? Loại người như bà sao có tư cách tự xưng là ma nữ chứ? Bà là nỗi sỉ nhục của Thiên Ma Đạo, lại càng là nỗi sỉ nhục của tôi. Bà có biết vì bà mà tôi đi đến đâu cũng bị người ta coi thường, chế giễu? Bà có biết vì bà mà tôi phải chịu bao nhiêu nỗi uất ức, nhục nhã không? Cái bóng kia lạnh lùng hừ mũi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mã Thất Hồng ngừng phun ra máu, kêu lên đầy yếu ớt. Nếu không phải đạo chủ có lệnh thì tôi đã ăn sống bà rồi, sao thể để bà kéo dài hơi tàn đến bây giờ chứ? Thực ra bà có thể tự sát, tại sao lại muốn sống một cách nhục nhã như vậy? Tại sao không chết luôn đi? Tại sao không tự hủy hoại thân xác hay hiến tế thân xác cho đạo chủ chứ? Rốt cuộc là điều gì khiến một kẻ khốn khổ đáng thương như bà phải cố kéo dài hơi tàn chứ? Tại sao? Cái bóng kia ngồi xổm xuống, tấm lấy tóc Mã Sát Hồng với mặt đầy dữ tợn chất vấn. Mã Sát Hồng không nói gì, chỉ ngấn khuôn mặt đầy máu lên nhìn ông ta. Một lát sau mới lên tiếng hỏi: nếu ông đã muốn tôi chết như vậy, tại sao ông còn đến cứu tôi? Lúc này dường như Mã Sát Hồng không còn sợ nữa. Bà ta biết người này rất muốn mình chết, muốn xin tha, xin lỗi cũng vô ích. Cái bóng im lặng rồi lại nói ra: tôi vốn không định cứu bà, nhưng có người thích lo chuyện bao đồng dụ tôi đến đó. Nếu tôi thấy chết không cứu thì chắc chắn đạo chủ sẽ trách phạt tôi. Có người dụ ông đến chỗ tôi sao? Mã Sát Hồng sửng sốt, bỗng nhiên bà ta nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Lẽ nào là... lẽ nào cái gì? Bóng hành kia hỏi Mã Sát Hồng bằng vẻ vô cảm. Mã Sát Hồng vội cúi đầu: không có gì, không có gì, tôi đánh nhầm rồi. Vậy sao? Bóng hành kia nói tiếp. Thế nhưng dù là vậy thì bà ta vẫn cảm thấy nghi ngờ. Ma quân Đà Thiên Tam có thể kịp thời tới cứu Mã Sát Hồng, chắc chắn là kiệt tác của Lâm Minh. Nếu không, dù Đà Thiên Tam có biết Mã Sát Hồng gặp nguy hiểm thì không thể nào tới cứu như vậy được. Bởi vì cả Thiên Ma Đạo này, người hy vọng Mã Sát Hồng chết tiếp chính là ông ta. Thiên Ma Đạo có tất cả 13 ma quân và 26 ma nữ. Để có thể duy trì sức chiến đấu thì mỗi ma quân đều phải phối hợp với hai ma nữ. 10 năm trước, Mã Sát Hồng là một người khó tiếng, có địa vị cao ở Thiên Ma Đạo, là một trong ba ngự thiên tài dị bẩm và có khí chất tuyệt vời, có thể chấn nhiếp được thần hồn của người khác. 13 ma quân, không có ai là không thèm muốn Mã Sát Hồng, muốn trở thành một cặp với bà ta. Thế nhưng cuối cùng Mã Sát Hồng vẫn chọn Đà Thiên Tam, nguyên nhân chính là vì tu vi ma đạo của Đà Thiên Tam rất phù hợp với bà ta. Thế nhưng Mã Sát Hồng không ngờ rằng trong một lần tu luyện đã vô tình bị công pháp cắn ngược, cơ thể bị dư chứng nghiêm trọng. Trong một đêm, từ một người nhiều tuổi trở thành một đứa trẻ chỉ tầm 12-13 tuổi. Không chỉ có vậy, thiên phú của bà ta cũng giảm mạnh, công lực cũng tụt lùi xuống hai bước. Giờ đây, bà ta không địch nổi cả Đà Thiên Tam, biến cố đột ngột khiến cho địa vị của bà ta trong Thiên Ma Đạo tụt dốc. Những người trước kia luôn tỏ ra cung kính với bà ta thì giờ thường chửi rủa và sỉ nhục bà ta. Không chỉ có vậy, thái độ Đà Thiên Tam đối với bà ta cũng quay ngoắt 180 độ. Trước đây, Đà Thiên Tam luôn nghe theo lời của bà ta, thái độ vừa dịu dàng lại vừa cung kính, lúc nào cũng suy nghĩ cho bà ta vô cùng chu đáo và tỉ mỉ, khiến người khác còn cảm thấy hai người này không phải là một cặp hợp tác mà giống như chủ nhân cùng nô bộc vậy. Ông ta phải phục tùng cho bà ta cả đời. Từ sau khi biến cố xảy ra, nụ cười hài hòa trước đó của Đà Thiên Tam đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý và ánh mắt đầy khinh miệt. Ông ta bắt đầu sỉ nhục Mã Sát Hồng, còn có ý đồ giết chết bà ta. Bởi vì một khi bà ta chết thì Thiên Ma Đạo sẽ quyết định ma nữ mới cho ông ta. Thế nhưng Mã Sát Hồng luôn vô cùng cảnh giác và tránh được mỗi lần gặp phải nguy hiểm. Bà ta biết rõ là Đà Thiên Tam đã hận mình, bởi vì sau chuyện đó có rất nhiều người đã chế nhạo Đà Thiên Tam. Đà Thiên Tam là kẻ rất coi trọng thể diện, ông ta có thể nào chấp nhận được việc Mã Sát Hồng sỉ nhục mình. Thế là ông ta bày một tính kế hãm hại bà ta. Tuy nhiên ông ta không thể đàng hoàng ra tay, vì như vậy thì đạo chủ sẽ tức giận. Thế nên Mã Sát Hồng mới sống sót được tới ngày hôm nay. Đương nhiên, Mã Sát Hồng biết ý đồ của Đà Thiên Tam, ở cạnh ông ta, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ chết. Thế nhưng, trong các thiên hạ này, ngoài Thiên Ma Đạo ra, thì còn có chỗ nào có thể dung nạp được bà ta chứ? Mã Sát Hồng cảm thấy đau lòng, lúc này Đà Thiên Tam lại nhấc chân lên đạp vào bụng bà ta lại bay bật ra xa. Mã Sát Hồng nôn ra máu, cảm giác như lực phủ ngũ tạng đã bị đánh nát, bà ta không còn sức để đứng dậy nữa. Nếu không được điều trị kịp thời thì bà ta sẽ chết, biến mất khỏi mắt tôi đi. Đà Thiên Tam hừ dọc. Mã Sát Hồng không nói gì, thậm chí không dám nhìn Đà Thiên Tam. Bà ta sợ sát ý trong mắt mình sẽ khiến đối phương bị kích động. Đúng lúc này, một nụ cười vang lên.
ma quân và nên chữa trị cho bà ta đi. Dứt lời, một bóng hình vô cùng duyên dáng xinh đẹp bước tới dựa vào Đại Thiên Tam. Ồ, sao người đẹp lại tới đây rồi? Đại Thiên Tam mỉm cười, vòng tay qua eo người phụ nữ kia. Từ xa đã thấy phu quân tức giận rồi, chuyện gì thế? Không phải là phu quân phải ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Sao lại về nhanh thế? Người phụ nữ liếc nhìn Mã Sắc Thông và mỉm cười. Chẳng phải là vì cái thứ tiện nhân này thì là gì? Nhiệm vụ của bổn ma quân quá nhẹ nhàng, sớm đã hoàn thành rồi. Tôi không ngờ giữa chừng lại có đám mèo mã gà đồng khiêu chiến. Thế là trên đường đuổi theo chúng lại gặp phải cái thứ tiện nhân này. Bổn ma quân phải cứu chứ sao bây giờ? Chỉ đang tiếc, nếu lần này mà bà ta chết ở bên ngoài thì bổn ma quân có thể báo cáo với đạo chủ để người đẹp có thể trở thành ma nữ rồi. Đại Tiên Tam hừ giọng. Phu quân không cần phải vội, kẻ tiện nhân này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Giờ phu quân không thể để bà ta chết ở đây được, vì nếu bà ta không còn, đạo chủ sẽ trách tội phu quân. Tới khi đó sao chúng ta có thể chịu nổi cơn lửa giận của đạo chủ chứ? Vì vậy phu quân cứ thưởng cho bà ta ít thuốc đi. Người phụ nữ xinh đẹp cười nói. Người đẹp nói đúng. Đà Thiên Tam gật đầu, lấy ra một bình sứ nhỏ vứt tới trước mặt Mạn Sát Hồng. Uống thuốc rồi mau cút đi về cái ổ chó của bà đi, đừng có xuất hiện nữa. Nếu còn để tôi thấy thì tôi sẽ chặt chân bà đó. Nói xong, người đàn ông ôm eo người phụ nữ rời đi. Mạn Sắc Hồng cố gắng đưa tay ra lấy lọ thuốc bỏ ngay vào miệng, đan dược vào trong cơ thể. Thương thế của bà ta lập tức ổn định trở lại, bà ta cũng dần dần hồi phục sức mạnh. Bà ta không dám chần chừ, vội trở về nơi ở, đó là một cung điện rách nát. Mạn Sắc Hồng ngồi thiền, định dùng nội khí để chữa lành vết thương phần ngoài da còn lại, nhưng một lúc sau bà ta chợt mở mắt, siết chặt nắm đấm và lao ra ngoài. Khốn kiếp! Mã Sắc Hồng gầm lên, thế nhưng nắm đấm bà ta không có lực. Dù bà ta không cam tâm nhưng đành phải cố nén giận, bà ta không nói lại được Đào Thiên Tam. Ở trước mặt kẻ này bà ta không khác gì một con chó, có khi còn không bằng cả một con chó. Không được, mình phải rời khỏi Thiên Ma Đạo. Đào Thiên Tam chắc chắn đã chọn được ma nữ cho hắn rồi, nếu mình còn ở đây thì chẳng sống được bao lâu nữa. Mã Sắc Hồng ngước nhìn cửa lớn rồi đi ra ngoài. Bà ta quyết định không thể ở lại đây thêm một khoảnh khắc nào nữa, phải rời đi thôi. Ma nữ đại nhân đi đâu vậy? Vừa đi chưa được bao xa thì bà ta gặp một đám ma nhân. Đám ma nhân này nhìn bà ta chằm chằm. Lúc này Mạn Sắc Hồng đang bị thương nặng, không còn sức chiến đấu. Nếu như có thể giết chết bà ta, hấp thu sức mạnh trong cơ thể bà ta thì thực lực của đám ma nhân này sẽ tăng mạnh. Thiên Ma Đạo chẳng ai là người có nghĩa khí hết, chỉ cần vì lợi ích thì gì bọn họ cũng làm được. Bổn đại nhân đi đâu lại phải hỏi các ngươi sao? Cút qua một bên. Mã Sắc Hồng tức giận phóng ra nội lực. Đám ma nhân tái mặt nào dám chần chừ, chúng vội vàng rời đi. Mã Sắc Hồng thở phào tiếp tục rời khỏi khu vực của Thiên Ma Đạo. Đoàn người Lâm Minh quay lại Giang Thành. Lúc này Ma Hải đã chỉ huy đám đông xử lý những việc sau trận chiến. Lâm Minh dẫn Cực Lạc Kiếm Quân tới khu mật thất của Trang Viên. Anh phải cung cấp cho Cực Lạc Kiếm Quân một ít lợi lạc, đồng thời cũng phải cho ông ta thấy được những tài nguyên mà anh đang nắm giữ. Nếu không ông ta sẽ không liên minh với anh. Tổ muốn tự thẩm vấn. Cực Lạc Kiếm Quân liếc nhìn tù binh và lạnh lùng nói. Lâm Minh do dự rồi gật đầu. Được, nhưng đừng ngược đãi họ, giá trị của họ còn lớn lắm, không ai được phép chết hết. Cực Lạc Kiếm Quân không nói gì, chỉ dẫn theo vài người của Thiên Ma Đạo đi tới phòng bên cạnh đóng chặt cửa lại. Mọi việc xử lý xong rồi sao? Thấy Lâm Minh máu me đầy người, Bạch Hòa Thủy bèn hỏi. Đúng vậy, thật không thể tin nổi. Bạch Hòa Thủy nín thở với sắc mặt không dám tin. Đó là người Chi Ma Đạo đó, vậy mà cậu có thể đánh lui được sao? Bạch Minh Chủ có lẽ hiểu biết nhiều về Thiên Ma Đạo đúng không? Có thể nói thêm cho tôi một chút vấn đề được không? Lâm Minh ý thức được điều gì đó, bèn lập tức bước lên phía trước. Bạch Hòa Thủy lập tức im lặng. Thuốc thêm hai phần nữa, Lâm Minh khẽ nói. Bạch Hòa Thủy nín thở đưa ra ba ngón tay. Được, ba phần. Lâm Minh tỏ vẻ bất lực. Cậu có nhiều tù binh như vậy rồi thì chắc chắn cũng đã nắm được những thông tin cơ bản về Thiên Ma Đạo. Cậu còn muốn hỏi tôi cái gì nữa? Bà Hòa Thủy hỏi ra. Bà có biết ma nữ không? Biết. Thiên Ma Đạo có 26 ma nữ. Đó đều là những người rất mạnh. Vậy ngoài ma nữ ra, đương nhiên là có 13 ma quân. Sao thế? Cậu gặp phải ma quân sao? Bà Hòa Thủy vội hỏi. Hình như là vậy. Lâm Minh cau mày. Thực lực của ma quân thì thế nào? Rất mạnh, mạnh tới mức vô lý. 13 ma quân này đều là những người do đạo chủ đích thân bồi dưỡng. Bọn họ có thiên tài dị bẩm, sở hữu những tài nguyên vô giá. Chính vì vậy mà võ kỹ của bọn họ
tăng cực nhanh. Mới một ma quân để không thể dùng từ ngữ để miêu tả nữa rồi. Thành Lâm, nếu cậu đắc tội với ma quân thì tôi khuyên cậu nên chạy trốn đi. Bà Lò Thị nói ra, nghiêm trọng, vậy sao? Là mình kể câu mày. Anh biết được thông tin rằng có một người của Thiên Ma Đạo tới làm nhiệm vụ ở gần Tử Huyền Thiên nên đã cử người tới dụ kẻ này tới cứu Mạng Sách Hồng. Tôi không ngờ người đó chính là ma quân. Xem ra thông tin anh có được về Thiên Ma Đạo không đủ toàn diện, nhưng cũng phải cứ tới cả ma quân đi làm việc thì chắc chắn đó không thể là một nhiệm vụ thông thường. Bọn ma nhân này không nắm được thông tin cũng là điều hết sức bình thường. Ma quân tới thì tới, có gì phải sợ chứ, là mình nín thở. Thời Địa Lâm, ma quân không giống như ma nữ, thật là có người Thiên Ma Đạo chắc cậu cũng biết. Nếu như ma quân tấn công dân thành thì thực lực của đội quân đó sẽ tăng lên gấp 3. Cậu cho rằng nguồn sức mạnh trong tay cậu có thể đối phó nổi hay không? Bà Lò Thị hỏi ra, về Bạch Minh Chủ có ý kiến gì không? Lâm Minh hỏi, có thì có, nhưng tôi sợ cậu sẽ không chấp nhận. Bà Lò Thị mỉm cười, bà đã đi. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần cậu thả tôi sẽ đề cử mọi người và Thương Minh. Phía sau Thương Minh là đại hội, Thiên Ma Đạo dù có mạnh cũng không dám tuyên chiến với đại hội, như vậy có thể đảm bảo tính mạng cho mọi người. Bà Lò Thị cười nói, đó cũng có thể xem là một biện pháp, nhưng nói thật là mình không tin Bạch Lò Thị. Bạch Lò Thị là một thương nhân, hơn nữa là một thương nhân rất đặc biệt. Bà ta không suy nghĩ giống như Lâm Minh. Nếu Bạch Lò Thị bán đứng anh, Lâm Minh sẽ không có cách nào khác. Đây là một canh bạc lớn, Lâm Minh không muốn mạo hiểm. Bạch Minh Chủ nói đúng, nhưng tôi cảm thấy bây giờ Thương Minh đối với tôi mà nói đã là vật trong túi. Nếu thật sự phải nhờ vào sự che chở của Thương Minh thì cũng không cần Bạch Minh Chủ ra mặt. Tôi sẽ nhờ Diệp Tiên Thiên xử lý giúp tôi, Lâm Minh nói ra. Bạch Lò Thị sửng sốt vội nói, nhưng Diệp Tiên Thiên không có quan hệ gì bên phía đại hội. Một Thương Minh nho nhỏ vẫn không trấn áp được Thiên Ma Đạo, cần đại hội ra mặt mới được. Cậu bảo Diệp Tiên Thiên làm sao mời được đại hội đây? Lâm Minh lắc đầu, tôi sẽ bảo Diệp Tiên Thiên từ từ tiếp xúc với đại hội, không cần bà lo. Đúng là không hiểu được lòng người tốt. Thôi được, cậu sẽ phải hối hận. Đúng rồi, đừng quên lời cậu nói lúc trước, 30%. Bà Lò Thị bật dọc đứng dậy đi về phòng. Lâm Minh không nói gì, ngồi trên ghế suy nghĩ. Lúc này Từ Thiên bước nhanh tới. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Lâm Minh sững sờ. Từ Thiên rất khó xử, nhìn về phía bên đó. Lâm Minh căng thẳng, lập tức đứng dậy chạy ra. Chờ thấy cửa phòng mở ra, Cực Lạc Cứu Quân đầy vẻ tức giận, toàn thân là máu đi ra ngoài. Lâm Minh vội nhìn vào bên trong. Trong phòng đâu còn nhìn thấy bóng dáng mấy người Thiên Ma Đạo, chỉ thấy nhìn thấy xác vụn và máu tươi đầy đất. Ông giết hết bọn họ rồi sao? Sao mà Lâm Minh không mấy tự nhiên? Chỉ là bởi kẻ thấp kém, chết thì chết thôi. Cực Lạc Cứu Quân thu kiếm trở về, bực bội. Mấy người này cũng đáng chết. Tôi hỏi bọn họ, bọn họ lại dám không đáp lời tôi. Nếu là như vậy, tôi tiễn bọn họ về Tây Thiên. Ồ, Lâm Minh đáp lại một tiếng, ánh mắt dao động. Thời Đại Lâm, những tù binh khác của cậu đâu? Giao cho tôi hết đi, tôi sẽ thẩm vấn từng người một. Cực Lạc Cứu Quân hạ giọng nói ra. Kiếm quân đại nhân, trời đã tối rồi, hôm nay chúng ta đã chém giết mấy bệnh, lại bôn ba suốt một đường mệt mỏi. Ông nghỉ ngơi trước đi, đợi sáng ngày mai tôi sẽ giao vài người cho ông thẩm vấn. Lâm Minh nói ra, cũng được, ngay đây cậu hãy đưa vài người biết nghe lời tới đây, rõ chưa? Tốt nhất là nhiều người một chút. Cực Lạc Cứu Quân nhanh đừng nói, sau đó phất tay đi thẳng ra ngoài. Tờ Tiền hơi tức giận, cũng hơi nghi hoặc. Đợi Cực Lạc Cứu Quân rời đi, ông ta mới lên tiếng. Chủ tịch Lâm, người này thực lập kiêu căng, hình như ông ta xem cậu là đàn em để sai khiến sao? Không phải hình như, mà đúng là như vậy. Lâm Minh bình tĩnh nói, từ ban đầu ông ta đã không có tôi như đồng minh, người này rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo từ trong xương cốt, ông ta làm gì để những người như chúng ta vào trong mắt chứ? Thật đáng ghét. Tự tin không cam tâm lại hỏi, vậy ngày mai đưa mấy người qua đó? Một người cũng không đưa. Không đưa qua sao? Nhưng Chủ tịch Lâm, làm vậy chẳng phải sẽ khiến ông ta tức giận hay sao? Người này thực lực phi phàm, chúng ta không thể đắc tội. Không thể đắc tội thì đã sao chứ? Cực Lạc Cứu Quân, đây đâu phải là thẩm vấn phạm nhân. Ông ta chỉ là đang trút giận lên người của Thiên Ma Đạo, hành hạ giết chết bọn họ mà thôi. Những người này đáng đầu hàng tôi, hơn là lúc trước tôi cũng đã hứa không giết bọn họ, đương nhiên không thể để bọn họ chết oan uổng như vậy. Về ngày mai, làm sao cậu anh nói với Cực Lạc Kiếm Quân đây? Không cần anh nói, tối nay tôi sẽ thả người đi. Hả? Thả người sao? Tôi tin sửng sốt. Lâm Minh là một người có nguyên tắc, chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Anh có thể gian trá, có thể xảo quyệt, nhưng có một vài giới hạn anh sẽ không chạm vào. Những người Thiên Ma Đạo sau khi đầu hàng anh, gần như là không gì không đáp, họ cái gì cũng rất phối hợp. Nên ra như vậy, Lâm Minh cũng cần phải lấy mạng bọn họ. Thả bọn họ ra,
cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đêm hôm đó, Tờ Thiên mở nhà giam ra, dẫn đám ma nhân đó ra khỏi trang viên đến một bãi đất trống thì cởi bỏ toàn bộ xiềng xích trên tay bọn họ. Người Thiên Ma Đạo được ngạc nhiên: các người có thể đi rồi. Tờ Thiên lại lùng nói: đi sao đại nhân? Ý ông là ông thả chúng tôi đi sao? Chuyện này là sao chứ? Các người không giết chúng tôi sao? Bọn họ đều rất bất ngờ. Nửa đêm bắt bọn họ đến đây, đám người Thiên Ma Đạo còn tưởng là Tờ Thiên giết người chôn thây. Tờ Thiên lại bực bội: giết các người sao? Nếu giết các người thật thì sao lại đưa các người đến đây chứ? Ở trong đó đủ để ra tay rồi. Tôi nói thật cho các người biết, tôi thả các người đi là ý của Trịch Lâm. Bởi vì các người còn không đi thì sẽ không sống qua được sáng ngày mai đâu. Bọn đưa mắt nhìn nhau: vì sao chứ? Hỏi như thế làm gì? Đi đi là được. Tờ Thiên hơi nóng nảy. Nhưng kỳ lạ là người Thiên Ma Đạo lại không rời đi và đứng yên tại chỗ.